kính chào các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến. Tôi là Nguyễn Đức Sơn, chủ biên tác giả sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp Tập 8. Sau đây tôi xin được giới thiệu một số những nội dung cơ bản của cuốn sách này. Tác giả sách là những nhà giáo dục có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy đại học, cũng như xây dựng chương trình và bồi dưỡng giáo viên. Các thành viên của nhóm tác giả vừa có chuyên môn rộng, vừa có tính chuyên sâu về giáo dục học và tâm lý học. Các tác giả của sách rất am hiểu về chương trình giáo dục phổ thông và có nền tảng vững vàng về phát triển chương trình giáo dục nhà trường. Hơn nữa các tác giả thì có nhiều năm làm việc với giáo viên, tham gia các hoạt động bồi dưỡng ở nhà trường phổ thông. Tổng chủ biên của cuốn sách là phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Dục Quang, chủ biên là tôi, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, các tác giả khác là thạc sĩ Đàm Thị Vân Anh, thạc sĩ Bùi Thanh Xuân và thạc sĩ Nguyễn Thủy Quỳnh. Sau đây là một số những nội dung và cấu trúc của cuốn sách. Cuốn sách hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp là hoạt động giáo dục bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 được biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo đó thì hoạt động trải nghiệm giúp học sinh khám phá bản thân và thế giới xung quanh, phát triển tâm hồn phong phú, biết rung cảm trước cái đẹp của thiên nhiên và tình người, có quan niệm sống và ứng xử đúng đắn. Nội dung của cuốn sách thì bao gồm các chủ đề gần gũi với cuộc sống của các em. Các hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp được thiết kế theo hướng giúp các em có thể tiếp cận được với các vấn đề và các hoạt động thực tế. Thông qua đó thì khai thác những kinh nghiệm đã có và huy động tổng hợp kiến thức, kỹ năng đã được hình thành cho các em. Và từ đó thì hình thành các phẩm chất và năng lực cần thiết đúng theo tư tưởng của bộ sách cánh diều là mang cuộc sống vào bài học và đưa bài học vào cuộc sống. Cuốn sách bao gồm 9 chủ đề. Các chủ đề được thiết kế có tính nhân yếu tố thời gian của năm học, giúp cho việc lựa chọn và thực hiện các chủ đề tương thích với các hoạt động giáo dục của nhà trường. Các chủ đề của cuốn sách thì bao gồm chủ đề 1, môi trường học đường, chủ đề 2, phát triển bản thân, chủ đề 3, sống có trách nhiệm, chủ đề 4, làm chủ bản thân, chủ đề 5, em và cộng đồng, chủ đề 6, gia đình yêu thương, chủ đề 7, thiên nhiên quanh ta, chủ đề 8, nghề nghiệp trong xã hội hiện đại và chủ đề số 9 là định hướng nghề nghiệp. Các chủ đề nêu trên thì đã bao quát được bốn mạch nội dung cơ bản của hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, bao gồm hoạt động hướng tới bản thân, hoạt động hướng tới xã hội, hoạt động hướng tới tự nhiên và hoạt động hướng nghiệp. Mỗi chủ đề được thiết kế bao gồm mục tiêu của chủ đề, định hướng nội dung mà các em sẽ trải nghiệm trong chủ đề, gợi ý hoạt động sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp các yêu cầu đối với việc chuẩn bị cho các hoạt động giáo dục theo chủ đề, các hoạt động trong tiết giáo dục theo chủ đề và cuối cùng là đánh giá dưới mỗi chủ đề. Cấu trúc chung này thì được thực hiện xuyên suốt trong tất cả cuốn sách. Các nội dung của chủ đề đều có thể vận dụng linh hoạt gắn với điều kiện của mỗi địa phương và nhà trường. Các chủ đề đều được thiết kế dưới hình thức hoạt động có tính mở về nội dung, hình thức và phương pháp. Các hoạt động được thiết kế theo từng bước để học sinh có thể tự tổ chức hoạt động cho nhóm hay cho lớp của mình. Sau đây là những điểm nổi bật của cuốn sách giáo khoa này. Thứ nhất, cuốn sách được thiết kế theo hướng tiếp cận hoạt động. Đây là tiếp cận đặc thù của hoạt động trải nghiệm và là tiếp cận tối ưu cho việc hình thành các phẩm chất năng lực cho học sinh. Các yêu cầu cần đạt bao gồm các năng lực và phẩm chất không được hình thành theo con đường từng thành phần như là cung cấp kiến thức, hình thành thái độ, hình thành kỹ năng mà hình thành theo hướng tích hợp ngay trong các hành động. Các việc làm cần thiết. Nói cách khác, năng lực được hình thành thông qua việc giải quyết các tình huống và thực hiện các hoạt động cụ thể. Do vậy, từ các yêu cầu cần đạt, các tác giả đã thiết kế các hoạt động tương ứng để qua hoạt động mà hình thành năng lực và phẩm chất được yêu cầu. Với cách tiếp cận này, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp không quy định, không giới hạn kiến thức và các đơn vị kiến thức cụ thể, cũng không quy định và giới hạn kỹ năng cụ thể của một lĩnh vực mà chỉ đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ để học sinh có thể huy động bất kỳ kiến thức, kỹ năng đã có hoặc tìm kiếm các kiến thức và kỹ năng mới để hoàn thành hoạt động. Ví dụ, với yêu cầu cần đạt trong chương trình, thực hiện được các việc làm cụ thể góp phần xây dựng truyền thống nhà trường, học sinh không chỉ xác định được các việc cần làm mà được yêu cầu thực hiện các hành động cụ thể dưới hình thức hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm. Như vậy, kiến thức từ các môn học khác nhau, kỹ năng cụ thể học sinh đã học, thái độ được thể hiện bằng các hành động, tích hợp thành một chỉnh thể không tách rời, vừa là phẩm chất mà cũng là năng lực. Bằng cách tiếp cận hoạt động như vậy, tính cá nhân hóa trong giáo dục và dạy học được khai thác một cách tối đa. Thứ hai, các chủ đề hoạt động trong sách giáo khoa được thiết kế dựa trên các yêu cầu cần đạt cụ thể trong chương trình cho từng khối lớp. Tất cả các yêu cầu cần đạt của chương trình được thể hiện trong mỗi một chủ đề và triển khai đến từng hoạt động cụ thể với mỗi yêu cầu cần đạt được thể hiện tương đối trọn vẹn ở một hoặc hai hoạt động có thể tổ chức trong một giờ học hoặc tiếp nối các giờ học. Các yêu cầu cần đạt được trình bày ngay dưới mỗi chủ đề để giáo viên và học sinh định hướng được hoạt động của mình. Các yêu cầu cần đạt này được nêu trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở các mạch nội dung và được tác giả lựa chọn sắp xếp để phù hợp với từng chủ đề. Ví dụ, với chủ đề nghề nghiệp trong xã hội hiện đại, các yêu cầu cần đạt được xác định bao gồm lập được danh mục những nghề phổ biến trong xã hội hiện đại nêu được việc làm đặc trưng trang thiết bị dụng cụ lao động cần có của những nghề phổ biến trong xã hội hiện đại nêu được những thách thức phẩm chất và năng lực cần có của người làm nghề trong xã hội hiện đại xây dựng và thực hiện được kế hoạch khảo sát hứng thú nghề nghiệp của học sinh trong nhà trường rèn luyện được sức khỏe độ bền tính kiên trì sự chăm chỉ trong công việc và có thái độ tôn trọng đối với lao động nghề nghiệp tự đánh giá việc rèn luyện phẩm chất và năng lực của bản thân phù hợp với yêu cầu của người lao động trong xã hội hiện đại. Thứ ba, các chủ đề được xác định khoa học, logic vừa có sức khái quát cho các mạch nội dung vừa sát với thực tiễn. Ví dụ, chủ đề phát triển bản thân tương ứng với mạch nội dung phát triển bản thân ở học sinh trung học cơ sở, đồng thời gắn với độ tuổi của chính các em. Chủ đề định hướng nghề nghiệp tương ứng với mạch nội dung hướng nghiệp giúp học sinh định hướng được các nhóm môn học ở trường phổ thông và xây dựng được kế hoạch học tập hướng nghiệp. Chủ đề thiên nhiên quanh ta thì lại gồm những yêu cầu trong mạch nội dung hướng đến tự nhiên như là hoạt động tìm hiểu nét đẹp quê hương và phòng chống thiên tai. Thứ tư, các hoạt động tạo điều kiện cho học sinh thực hành, vận dụng kiến thức và đời sống thực tiễn ở tất cả các khía cạnh, từ nội dung của chủ đề đến hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động sản phẩm của các hoạt động. Ví dụ, các em được yêu cầu lập kế hoạch tổ chức một hoạt động thiện nguyện hay tham gia hoạt động giáo dục truyền thống ở địa phương. Với những hoạt động và yêu cầu này, học sinh được thỏa sức sáng tạo, vận dụng hiểu biết kiến thức của mình và huy động những thông tin có thể tìm kiếm được ở các nguồn sách báo, internet, vân vân và tạo ra những bản kế hoạch khác nhau, tạo ra những thông điệp bằng những hình thức đa dạng, nội dung phong phú. Thứ năm các chủ đề hoạt động trong sách giáo khoa tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học các hình thức trải nghiệm được giới thiệu và sử dụng tối đa từ tự quan sát đánh giá bản thân như là các điểm mạnh điểm yếu đến đóng vai xử lý các tình huống từ thảo luận nhóm đến tranh luận từ trò chơi đến thiết kế các kế hoạch hoạt động để học sinh có thể thực hiện được các hình thức đó có các gợi ý ngắn gọn về cách thức thực hiện cách thức tiến hành hoặc nội dung cần trao đổi thảo luận. Trong mỗi hoạt động, học sinh chính là chủ thể thực hiện từ chuẩn bị, thực hiện và đánh giá hoạt động. Tinh thần trải nghiệm được thể hiện ở mỗi bước tổ chức hoạt động và sản phẩm của hoạt động. Giáo viên có thể vận dụng linh hoạt và sáng tạo các phương pháp và kỹ thuật sư phạm. Cách thức tổ chức linh hoạt tạo điều kiện cho học sinh thực sự làm chủ các hoạt động và từ đó thực sự có được các trải nghiệm để học hỏi thứ sáu các phương pháp và kỹ thuật đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh được chú ý vận dụng trong sách giáo khoa các hướng dẫn đánh giá giúp học sinh tự đánh giá đánh giá được hoạt động của bản thân và đánh giá được hoạt động của các bạn trong nhóm biết đánh giá theo các tiêu chí ví dụ như đánh giá kết quả đạt được sau hoạt động đánh giá mức độ tích cực tham gia hoạt động của bản thân của nhóm với các mức độ và tiêu chí rõ ràng các hình thức đánh giá cũng đa dạng linh hoạt và hấp dẫn tùy thuộc vào lựa chọn của giáo viên và học sinh như thẻ khen, bảng kiểm, thang đánh giá, vân vân. Đúng theo tinh thần của đổi mới kiểm tra đánh giá, không tập trung vào việc đánh giá kết quả đơn thuần hay đánh giá để xếp hạng và đánh giá vì việc học và đánh giá như là hoạt động học. Điểm nổi bật thứ bảy của cuốn sách giáo khoa này là các hoạt động và các nội dung đều được thiết kế theo hướng mở để giáo viên và học sinh có thể chủ động sáng tạo, tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện của trường lớp và địa phương. Giáo viên hoàn toàn có thể lựa chọn các nội dung, mở rộng nội dung cho phù hợp. Các hoạt động có thể thực hiện theo cá nhân hoặc là theo nhóm, trong không gian lớp học hoặc là ngoài lớp học. Các yêu cầu về phương tiện dạy học đều ở mức tối thiểu. Hầu như mọi hoạt động đều có thể tổ chức trong không gian và điều kiện lớp học bình thường phù hợp với điều kiện hiện có của nhà trường ở các vùng miền khác nhau. Cuốn sách này không đòi hỏi các cái điều kiện đặc biệt khi thực hiện. Thứ tám, Mọi giáo viên đều có thể thực hiện được khi được tập huấn. Học sinh có tiềm năng không giới hạn trong việc liên kết các kiến thức của môn học và các kiến thức thực tiễn khi tiến hành hoạt động theo chủ đề. Bên cạnh sách giáo khoa, sách giáo viên cung cấp các mục tiêu, yêu cầu cụ thể của từng hoạt động, các bước thực hiện hoạt động một cách chi tiết, phân bố các hoạt động rõ ràng, để giáo viên có thể lựa chọn thực hiện và dễ dàng tổ chức các hoạt động trong hoạt động của nhà trường. Ngoài ra, còn có cuốn thực hành hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp để học sinh thực hiện các hoạt động trong sách giáo khoa cũng như mở rộng và hoàn thiện các hoạt động khác. Thứ 9, sách được thiết kế mới mẻ, nổi bật, có đầy đủ các đặc trưng của hoạt động trải nghiệm. Sách được kết hợp hài hòa giữa kinh hình và kinh chữ, màu sắc sinh động, các câu lệnh hướng dẫn ngắn gọn, rõ ràng giúp học sinh có thể hứng thú, dễ dàng thực hiện được các hoạt động. À, trên đây là những cái điểm đặc trưng của cuốn sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8. Để có thể tiếp cận cuốn sách giáo khoa chi tiết và đầy đủ hơn, quý thầy cô và các em học sinh có thể truy cập vào trang web học10.vn. À, xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô và các em học sinh đã lắng nghe. Chúc quý thầy cô và các em học sinh sử dụng cuốn sách này một cách hiệu quả và tất cả chúng ta đều đạt được cái mục tiêu đã đề ra. Xin trân trọng cảm ơn.